Nãy em vừa vô em nhìn chị em thấy trẻ quá, bảo bé nào người bán. Ôi trời ơi. Không ngờ là bé chị hai con. Bé ơi. Đây. Gói không khí Cao Bằng. Thôi cái này chưa cần. Đi phượt mà không lạc đường thì đời không nể mà. Hai chào mọi người, lại là mình Đoàn đây. Tháng 3 thứ tụi mình có tính đi Phú Quý. Mọi người có đi chung nhóm tụi mình thì để lại comment đi chung luôn nhá. Càng đông càng vui, trước lạ sau quen đúng không ạ. Hai bạn nữ trong video của tụi mình cũng đi du lịch rồi quen nhau xong chơi với nhau tới giờ luôn. Dưới bầu không khí giá rét của cái lạnh miền Bắc thì một thế lực tâm linh nào đó đã khiến tụi mình phải đi tìm bếp lửa chứ không phải là đi tìm núi Mặt Thần. Ui loạn choạng chập tối đi mò đường vào núi Mặt Thần thì tụi mình phang ngay vào bếp lửa của ông bà đang đứng sẵn. Mà đường ở đây là đường cụt mới ăn chứ. Ông bà thì cứ mời tụi mình ăn. Ông bà còn bảo là không bỏ thuốc độc đâu mới sợ nhá. Ui mà con người ở đây thật thà quá mọi người ạ, kiểu mến khách quá trời. Mình rất yêu quý những người như vậy nha. Có duyên lắm mới gặp được ông bà, rồi ông bà cũng chỉ đường cho nữa. Cuối cùng trước khi màn đêm buông xuống, tụi mình cũng tìm được núi Mặt Thần. Mà nhìn mấy đứa tụi mình giống cái đèn giao thông ghê chưa. Thề luôn, đi phượt dưới cái thời tiết này mà không có áo mưa là chỉ có một cõng luôn ấy. Mùa bộ áo mưa đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Tới Cao Bằng mà chưa đi thác Bản Dốc xem như là chưa đi Cao Bằng nhá mọi người. Ở đây mình thấy Việt Nam một nửa, bên Anh hàng xóm một nửa, hai bên khai thác du lịch chung luôn. Bạn nào tới đây bắt thuyền ra thác thì tranh thủ chụp chẹt nhá, bởi vì thuyền họ chạy nhanh lắm. Đứng ở đây thì mọi người chỉ thấy được chân thác thôi. Còn nếu muốn nhìn toàn bộ thác thì mọi người lên thuyền Viện Trúc Lâm nhá, ngay ở gần đó luôn. Đến đây mọi người sẽ thấy toàn bộ thác Bản Dốc nhìn đẹp mê ly luôn. Lại thêm một thế lực tâm linh nào đó nữa. Từ thác Bản Dốc về tụi mình lại tìm tới bếp lửa, ghé vô ngay chỗ chị đang trên bánh. Vậy mà lần đầu mình được ăn cái món này. Trời lạnh mà ngồi bên bếp lửa ăn bánh thì gọi là mỹ vị nhân gian. Biết em quay chị lại phải lấy miếng thịt thật to vào mới đúng. Đâu mỗi miếng năm lạng được rồi. Nó gọi là cái bánh gì em quên mở. Bánh áp chào. Áp chào. Áp chào với bánh khoai. Đây có miếng thịt thật là to nha. Nãy em vừa vô em nhìn chị em thấy trẻ quá, bảo bé nào người bán. Không ngờ là bé chị hai con. Đứa bé ơi. Bé áo đỏ kìa, nướng đây. Ô ngồi đấy à? Không, bé nướng đấy. Đấy chị làm một cùi lửa thôi. Ngồi bé nướng đi chứ. Bé này chị phụ trách nó cùi lửa thôi. Ủa sao mình xem tờ báo thời tiết làm gì có mưa đâu nhỉ? Đây đâu phải mưa, đây là sương. Ui sương mà bắn bắn này á. Ừ. Ngày cuối cùng tụi mình không đi được đèo 14 tầng nên tụi mình chọn đồi cỏ cháy. Mà đúng ngày vắng hoe, mây mù thì răng kín trời luôn. Nói chung có mỗi tụi mình ở trên này à. Kiểu đường này là của bố mẹ. Bố mẹ muốn làm gì thì làm. Xong cuối cùng là làm cho khùng cho điên đây này. Đây. Gói không khí Cao Bằng. Thôi cái này chưa cần. đây là toàn bộ không khí Cao Bằng mà mình dành tặng mọi người, mình mang về dành tặng mọi người. Chứ tụi mình ai cũng hướng nội mà, có đông người là đâu dám làm nổ vậy đâu. Thôi tạm biệt Cao Bằng, tạm biệt Hà Nội bằng một buổi cà phê trên đường tàu. Hẹn gặp lại Hà Nội vào một ngày không xa nha.